Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Khẩn cấp ứng phó mưa lớn, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Khu vực Trung Bộ đã có mưa lớn từ 200-400mm, hiện đang mở rộng ra Thanh Hóa và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện hỏa tốc gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và các tỉnh miền núi phía Bắc về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong công điện nêu rõ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Trung Bộ đã có mưa to đến rất to từ 200-400mm, hiện đang mở rộng ra Thanh Hóa và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rất to từ 60-120mm, có nơi trên 200mm. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ có mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Hà Tĩnh và khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa từ 20-50mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp, kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi thông tin cảnh báo trong chiều và tối nay tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá. Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tập trung tại 65 huyện, thị xã, thành phố gồm tỉnh Sơn La, thành phố Sơn La và các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên, tỉnh Hòa Bình, thành phố Hòa Bình và các huyện Cao Phong, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn, tỉnh Yên Bái, thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Yên Bình, tỉnh Phú Thọ, thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì và các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, tỉnh Thanh Hóa, các huyện Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Cầm Thủy Thuộc, tỉnh Nghệ An, các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, tỉnh Hà Tĩnh, các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh, nước dâng cao 5m, hơn 5.000 người tại rốn lũ Quỳ Châu phải di rời, mưa lớn kéo dài, lũ dâng cao đã khiến 1.210 ngôi nhà 30 khối, bản trên địa bàn huyện Quỳ Châu, Nghệ An bị ngập sâu từ 1-5m, hơn 5.000 người phải di rời, sơ tán, hiện một người dân đang mất liên lạc. Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu cho biết, mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao đã khiến 1.210 ngôi nhà 30 khối, bản bị ngập sâu từ 1-5m, hơn 5.000 người phải di rời, sơ tán, hiện một người dân là ông Lữ Văn Khuyên, bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến đang mất liên lạc. Ngoài ra, QL48 đoạn qua huyện Quỳ Châu bị chia cắt 8 điểm, tỉnh lộ 544 sạt lở tại 3 điểm, chưa thể thông xe. Quốc lộ 48D cũng bị sạt lở 8 điểm, nhiều tuyến đường huyện,
xã và đường dân sinh ở địa phương cũng bị sạt lở, ngập nước, mưa lớn. Nước lũ dâng cao làm hơn 14.906 học sinh nghỉ học, có hơn 100 học sinh trường trung học phổ thông Quỳ Châu ở trọ nội trú bị lũ cuốn trôi hết sách, tư trang học tập. 7 điểm trường thuộc các xã Châu Hạnh, Châu Tiến, Châu Thắng, Diên Lãm bị ngập sâu trong nước. Lãnh đạo huyện Quỳ Châu thông tin thêm, bước đầu ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện địa phương vẫn chưa thống kê hết thiệt hại tài sản của nhân dân và các công trình hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện. Sau khi đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các địa bàn ở huyện Quỳ Châu, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, yêu cầu các lực lượng chức năng phát huy cao độ phương châm 4 tại chỗ, đồng thời thăm hỏi đồng bào tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, động viên bà con khắc phục khó khăn và kiên quyết di rời các hộ dân ở vùng trũng thấp, gần sông suối di chuyển tới nơi an toàn. Huyện Quỳ Châu đang chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn Tân Lạc huy động các lực lượng, phương tiện hỗ trợ tối đa các hộ gia đình bị ngập lụt. Khi nước rút, phân công cán bộ phụ trách theo từng vùng, từng xã, theo nhiệm vụ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Nước rút đến đâu tiến hành xử lý, vệ sinh môi trường đến đó, kịp thời cứu hộ, cứu nạn, cứu đói, lo nguồn nước sạch cho người dân những vùng bị ảnh hưởng. Thủ tướng sơ tán ngay các hộ dân ở nơi nguy hiểm, không để xảy ra chết người do mưa lũ tại miền Trung. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh khẩn trương rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, nhất là vùng trũng thấp có nhiều khả năng bị chia cắt. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện 898 CD/TTg về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại công điện trên, Thủ tướng nhấn mạnh, từ ngày 25 tháng 9 đến nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi tới trên 500mm, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Dự báo trong những ngày tới có thể tiếp tục còn xảy ra mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ chồng lũ, ngập sâu tại vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động chỉ đạo khẩn trương triển khai có hiệu quả công tác ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh khẩn trương rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, nhất là vùng trũng thấp có nhiều khả năng bị chia cắt, cô lập do ngập lụt sâu, các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, không để xảy ra chết người, kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói, tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình xung yếu, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút, sẵn sàng lực lượng để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức dự báo, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan chức năng và địa phương theo đúng quy định để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó hiệu quả với mưa lũ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời huy động nhân lực, máy móc để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Bộ trưởng các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Y tế theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, vệ sinh môi trường, khẩn trương khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống cho người dân ngay sau mưa lũ, không để xảy ra dịch bệnh. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ, Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học do mưa lũ ngập đường.
mưa lớn khiến một số thôn, xã tại các huyện miền núi Hà Tĩnh ngập lụt cục bộ, một số tuyến đường xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tại km 82-950 trên quốc lộ 8A bắt đầu có sạt lở đất gây ách tắc giao thông trên tuyến. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động máy móc để rời dọn khối lượng đất đá đổ xuống đường. Tại Hương Khê, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, tổng lượng mưa đo được tại trạm khí tượng thị trấn Hương Khê từ 23 giờ ngày 30 tháng 9 đến 6 giờ ngày 1 tháng 10 là 215,7mm. Mực nước đo được tại trạm Thủy Văn Chu Lễ sáng ngày 26 tháng 9 là 8,88m. Một số cầu tràn qua sông Ngàn Sâu thuộc các xã Hương Trạch, Hương Đô và một số tuyến đường dân sinh bị ngập cục bộ. Trong sáng nay, hàng nghìn học sinh trên địa bàn huyện Hương Khê phải nghỉ học do mưa lũ. Các trường có học sinh nghỉ học nhiều thuộc xã Hương Đô, Hương Lâm, Hương Trạch, Lộc Yên. Ông Phan Quốc Thanh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê cho biết, toàn huyện có 4.317 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ, trong đó khối mầm non 2.458 em, tiểu học 842 em và trung học cơ sở 1.018 em. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn bám sát tình hình thời tiết tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học nếu mưa lũ diễn biến phức tạp. Các cán bộ, giáo viên chủ động di rời tài sản, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đến nơi an toàn, thường xuyên giữ liên lạc, phối hợp với cha mẹ học sinh để quản lý các em, đảm bảo an toàn về người và tài sản, báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra. Trước diễn biến mưa lũ, Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các địa phương chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất, kiên quyết sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, kiểm tra các điều kiện đảm bảo, hướng dẫn, cắm biển báo và có các biện pháp cảnh báo giao thông, nhất là các đoạn đường có nguy cơ ngập lụt, tràn, ngầm qua suối, cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra tai nạn do bất cẩn, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn đuối nước trước, trong và sau mưa, lũ, đề nghị nhà máy thủy điện Hố Hô, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, duy trì lực lượng thường trực vận hành điều tiết xả lũ hồ chứa thủy lợi, hồ thủy điện trên địa bàn đảm bảo an toàn đúng quy trình, có kế hoạch giảm áp lực ngập lụt cho vùng hạ du, tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, ứng cứu đảm bảo an toàn các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý, có phương án thông tin kịp thời tình hình xả lũ của nhà máy đến tận người dân các xã vùng hạ du để chủ động phòng, tránh. Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới ở khu vực Hà Tĩnh từ nay đến ngày 28 tháng 9 tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.